Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra, hoặc do phản ứng dị ứng với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt, sau lan sang mắt bên kia. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan rộng trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay, chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh tốt và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh. Thống kê sơ bộ của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, những tuần gần đây ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ, còn gọi là viêm kết mạc đến khám. Trung bình 100 ca khám có khoảng 30 ca đau mắt đỏ, riêng tuần vừa qua là 800 ca, có một số ca biến chứng do đau mắt đỏ. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, nếu căn cứ các năm trước, khi mới bước vào năm học hầu như không ghi nhận các ca đau mắt đỏ học sinh đến khám, thì năm nay đã có khá nhiều trẻ em đau mắt đỏ được bố mẹ đưa đến khám. Các cháu đau một bên, rồi hai bên, mắt sưng húp khiến các gia đình rất lo lắng. Bác sĩ Hoàng Cương cũng lưu ý, mặc dù chưa có số liệu thống kê liên quan về biến chứng, nhưng thực tế đã ghi nhận có một số ca biến chứng, do đó người dân không nên chủ quan khi bị đau mắt đỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, buổi họp báo cung cấp thông tin về vấn đề kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn chiều ngày 14 tháng 9, ông Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo ghi nhận của Sở Y tế, số trường hợp đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố tăng cao so với các năm gần đây. Thống kê cho thấy, tổng số ca viêm kết mạc đau mắt đỏ tại thành phố ghi nhận trong ngày 13 tháng 9 là 3.840 ca, giảm 114 ca so với ngày 12 tháng 9. Các ca có địa chỉ tại thành phố chiếm 86,9%, trong đó có 2.238 ca trẻ em dưới 16 tháng tuổi, tăng 253 ca so với ngày 12 tháng 9. Năm khuyến cáo cần biết để chống đau mắt đỏ: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang, vệ sinh mắt, mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng ở đồ dùng, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần được hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn, điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.